đầu thì đề nghị tất cả học viên tắt mic ạ. Alo, mọi người nghe rõ không ạ? Dạ, có nghe nhé. À vâng, xin phép chúng ta được bắt đầu nhé. Còn các bạn vào sau thì ban tổ chức sẽ đưa dần dần vào. Vâng. Xin thay mặt ban tổ chức thì xin kính chào các thầy cô, quý vị đại biểu và quý vị học viên tham dự cái buổi học trực tuyến hôm nay với chủ đề là vai trò và ứng dụng của cộng hưởng từ trong đánh giá bệnh lý tử cung bẩm sinh. Hôm nay là có giảng viên là thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Phượng Phượng Hải và bộ môn chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để tiếp theo chương trình thì xin chuyển quyền điều khiển sang bác sĩ Huỳnh Phượng Hải ạ. Xin bác sĩ Huỳnh Phượng Hải ạ. Dạ. Dạ, thưa quý anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin trình bày cái chuyên đề nhỏ về hình ảnh cộng hưởng từ của dị tật bẩm sinh ở tử cung. Thì thật ra tần suất thật sự của dị tật tử cung ở phụ nữ, cái tần suất thật sự cho tới bây giờ vẫn không rõ, bởi vì không phải là bệnh nhân nào bị dị tật bẩm sinh cũng đến khám và không phải là ca nào đến khám thì cũng được ghi nhận lại. Cho nên là chúng ta sẽ thấy cái tần suất của nó dao động rất là nhiều giữa các nghiên cứu. Chỉ có nghiên cứu gần đây của tác giả Chan thì chúng ta thấy là tỷ lệ của dị tật bẩm sinh ở tử cung chiếm một cái tần suất không nhỏ. Trong dân số chung thì chiếm tới 5,5%, nhưng mà đặc biệt là chúng ta thấy nó gặp ở những cái người mà có vấn đề về vô sinh, hay là những cái người mà có những cái bệnh lý phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, hoặc là những cái người hay sảy thai thì chiếm một cái tỷ lệ rất là cao, khoảng 24,5%. Và ngược lại thì khi mà bị dị tật bẩm sinh ở tử cung thì những cái người đó lại có nguy cơ cao về vô sinh hay là lạc nội mạc tử cung, sảy thai hoặc là các biến chứng về sản khoa khác. Thì về mặt phôi thai học, như chúng ta đã biết đó thì đối với một cái phôi tầm khoảng 5 đến 6 tuần thì hai cái ống cận trung thận, tức là hai ống màu tím tím nè, và hai cái ống trung thận, hai cái ống màu xanh đều hiện diện ở cả phôi nữ lẫn phôi nam. Hai cái ống trung thận là hai ống màu xanh á, nó sẽ biệt hóa thành cơ quan sinh dục của nam, còn hai ống cận trung thận sẽ biệt hóa thành cơ quan sinh dục ở nữ. Thì ở phôi nữ do cái sự thiếu thốn về testosterone thì hai cái ống cận trung thận nó sẽ từ từ nó thoái triển, nó chỉ còn lại một số di tích không có chức năng ở mặt treo buồng trứng và cạnh âm đạo. Mà chúng ta có thể đôi khi chúng ta sẽ thấy những cái bệnh lý thuộc về di tích của ống cận trung thận như là nang cạnh buồng trứng hay là nang gạt nơ. Thì thật sự về nguyên nhân dẫn tới dị tật tử cung á, cho tới bây giờ người ta vẫn chưa có biết rõ. Nhưng mà cái giả thuyết được đưa ra và chấp nhận nhiều nhất là nó chủ yếu tập trung ở ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thành lập cơ quan. Thì hai cái ống nếu mà xảy ra các vấn đề ở giai đoạn này, tức là bất sản hay thiểu sản một hay hai ống cận trung thận, thì chúng ta sẽ có thiểu sản hay là bất sản tử cung, hoặc là dẫn tới tử cung một sừng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn hòa nhập. Giai đoạn hòa nhập nó có hai hướng, tức là theo hướng ngang và theo hướng dọc. Theo hướng ngang thì hai ống cận trung thận ở hai bên nó sẽ từ từ nó tiếp xúc với nhau để nó tạo ra tử cung, cổ tử cung và phần trên âm đạo. Còn hai cái phần mà không hòa nhập, tức là ở đằng xa của hai ống cận trung thận, nó sẽ tạo thành vòi trứng hai bên. Còn cái hướng dọc là hai ống cận trung thận nó sẽ tiếp xúc với xoang niệu dục để
các phần sau niệu dục á, nó sẽ tạo ra cái phần dưới của âm đạo. Nếu mà có trục trặc gì trong quá trình này thì sẽ xảy ra có tử cung đôi hay là tử cung hai sừng, tùy mức độ mà hai cái ống cần trung thận nó hòa nhập hay là không hòa nhập với nhau. Cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn xóa đi cái vách ngăn, thì cái vách ở chính giữa nó sẽ từ từ xóa đi để nó tạo lập một cái tử cung với buồng tử cung bình thường và cái khoang âm đạo bình thường. Nếu mà cái giai đoạn xóa vách ngăn này nó diễn ra không hoàn toàn thì chúng ta có thể có tử cung có vách, và nhẹ nhất đó là tử cung dạng cung. Thì theo cái hướng phát triển trong phôi thai học của tử cung như vậy, thì nếu có xảy ra bất trắc gì trong các quá trình đó sẽ dẫn tới tử cung nó có dị tật. Trong hơn 3 thập niên vừa qua thì cũng có rất là nhiều hệ thống phân loại dị tật tử cung, nhưng mà cái hệ thống mà thường được sử dụng nhất và chấp nhận nhiều nhất đó là hệ thống phân loại trên màn hình này. Là đầu tiên là được hai tác giả Bultram và Gibbon đưa ra vào năm 1979, và sau đó nó được chỉnh sửa bởi Hiệp hội Vô sinh Mỹ. Hiệp hội này hiện nay được gọi là Hiệp hội Y học sinh sản của Mỹ. Tôi xin nói vắn tắt là bản phân loại của Mỹ để một hồi để cho nó nhanh. Thì chúng ta thấy là cái cách phân chia các loại dị tật tử cung của cái Hiệp hội Mỹ á, nó gần giống như các giai đoạn mà phát triển phôi thai của tử cung. Tức là ở giai đoạn tạo lập cơ quan, nếu có bất trắc gì thì nó là bỏ vào tiếp 1, tức là nhóm thiểu sản hay là bất sản tử cung. Rồi tới tiếp 2, đó là tử cung một sừng. Và tới giai đoạn mà hòa nhập thì có thể dẫn đến tử cung đôi hay là tử cung hai sừng. Tới giai đoạn xóa vách ngăn thì là tạo thành tử cung có vách ngăn và tử cung dạng cung. Còn một cái nhóm cuối cùng là nhóm thứ 7 thì nó không liên quan gì tới cái quá trình tạo lập tử cung như vừa trình bày lúc nãy, là cái tử cung mà liên quan tới thuốc DES. Cái này là một cái ảnh hưởng do thuốc, nó nằm riêng lẻ. Thì cái hệ thống phân loại của Mỹ được đưa ra và được chấp nhận và sử dụng rất là rộng rãi. Tuy nhiên bản thân nó cũng có khuyết điểm, và người ta thấy là có gần 25% trường hợp là người ta không phân chia được cái dị tật này nó thuộc tiếp nào theo cái bản phân loại Mỹ. Cho nên tới năm 2013 thì Hiệp hội Sinh sản của châu Âu kết hợp với những cái nhà phẫu thuật nội soi ở châu Âu đưa ra một cái bản phân loại mới, tôi gọi tắt là bản phân loại châu Âu ha. Thì chúng ta thấy thì cái bản phân loại này nó trở nên đơn giản hơn nhiều so với cái bản phân loại Mỹ. Có một số ý chính mà mình có thể ghi nhận được, đó là họ bỏ luôn cái tử cung dạng cung ra khỏi bản phân loại. Họ ghép cái tử cung đôi và tử cung hai sừng vào thành một nhóm. Rồi tất cả những cái tử cung mà có bề ngoài bình thường nhưng mà bất thường về lòng tử cung ngoại trừ vách ngăn thì họ bỏ vào nhóm 1. Còn tử cung có vách ngăn thì họ để ở nhóm 2. Rồi những cái dạng dị tật khác mà hễ có hay không có cái sừng tử cung sơ khai thì bỏ vào nhóm 6. Nhưng mà nếu theo tiêu chuẩn của châu Âu thì nó sẽ, khi mà mình áp dụng nó sẽ có những cái tiêu chuẩn khác với cái bản phân loại của Mỹ. Thì một hồi trong cái tầng tiếp thì tôi sẽ trình bày sau. Và thật ra thì cái bản phân loại châu Âu sau khi mà họ được giới thiệu vào năm 2013 thì có rất là nhiều nghiên cứu đánh giá so sánh nó với bản phân loại Mỹ. Thì người ta thấy là kết quả là người ta cảm thấy là cái bản phân loại này hầu như là nó chia được hết cho tất cả các trường hợp dị tật của tử cung. Tuy nhiên thì ở nước chúng ta hiện nay thì đa số cả những nhà mà sử dụng kết quả hình ảnh của chúng ta, đó là những nhà sản phụ khoa, thì họ cũng không có quen với cái bản phân loại này. Và ngay cả tôi thì trong thực hành hàng ngày thì tôi vẫn thường theo cái bản phân loại Mỹ. Cho nên nó là trong cái dàn bài kế tiếp hầu như là cái ý chính của tôi là theo bản phân loại Mỹ. Còn bản phân loại châu Âu thì tôi sẽ phân tích thêm. Ngoài những cái bất thường của tử cung thì bản phân loại châu Âu nó sẽ kèm theo những cái bất thường của cổ tử cung và của âm đạo.
Do đó thì nó sẽ làm rõ ràng hơn khi mà mình sử dụng cái bảng phân loại này. Vậy thì khi mà dị tật tử cung như vậy thì vai trò hình ảnh học có giá trị như thế nào để phân loại dị tật? Thì ngày xưa tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán dị tật tử cung đó là kết hợp giữa nội soi ổ bụng và nội soi lồng tử cung. Nội soi ổ bụng thì đánh giá được bờ ngoài tử cung, nội soi lồng tử cung thì đánh giá chính xác lồng tử cung. Cho nên là hai cái kỹ thuật đó kết hợp lại được cho là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Tuy nhiên hai cái kỹ thuật này đều là những cái kỹ thuật xâm lấn. Cho nên sau khi chẩn đoán hình ảnh phát triển thì chẩn đoán hình ảnh dần dần có xu hướng là thay thế những cái kỹ thuật vừa nói trên trong chẩn đoán dị tật tử cung. Và qua hai cái bảng phân loại vừa trình bày thì chúng ta thấy để chẩn đoán loại dị tật là chúng ta dựa vào mặt phẳng corona của tử cung. Mặt phẳng corona của tử cung để đánh giá bờ ngoài và bờ trong, tức là bờ thanh mạc và bờ nội mạc của tử cung. Vậy thì cái kỹ thuật đầu tiên mà vẫn thường được sử dụng khi mà đánh giá bệnh nhân đến khám phụ khoa đó là siêu âm 2D. Thì chúng ta thấy kỹ thuật này nó có lợi điểm là đơn giản, không xâm lấn, sẵn có, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng hiển thị được cái mặt phẳng corona của tử cung để đánh giá đây là loại dị tật nào. Một cái kỹ thuật kế tiếp và lại là cái kỹ thuật đầu tiên, thường là đầu tiên khi mà đánh giá những cái bệnh nhân vô sinh, đó là chụp lồng X-quang lồng tử cung vòi trứng. Thì khuyết điểm lớn của cái kỹ thuật này đó, đó là nó không đánh giá được bờ ngoài của tử cung. Và nếu như mà có tắc nghẽn đường vào, tức là có tắc nghẽn về phía âm đạo á, thì kỹ thuật này không thực hiện được, bởi vì chúng ta không bơm thuốc vào lồng tử cung được. Và kế nữa là đối với những cái trường hợp dị tật mà có sừng mù, tức là những cái sừng không thông thương với cái sừng chính và thuốc cản quang cũng không chui được vào đó, thì chúng ta không đánh giá được. Hiện nay có một cái kỹ thuật có vai trò rất là nổi trội, mới nổi lên, đó là siêu âm 3D. Thì chúng ta thấy 3D á, có độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trong chẩn đoán dị tật tử cung, với độ nhạy, độ đặc hiệu tới 98-99%. Và nó có tương hợp rất là cao đối với MRI. Cái thuận lợi, cái này chắc là của nước ngoài thì đúng hơn, đó là một cái kỹ thuật rẻ tiền, thời gian khảo sát ngắn hơn, đương nhiên nó sẽ khảo sát ngắn hơn so với cộng hưởng từ. Và yêu cái khuyết điểm mà người ta ghi nhận đối với kỹ thuật này là để làm siêu âm 3D thì cái người làm cần được huấn luyện nhiều hơn siêu âm 2D. Nhưng mà ở nước mình thì tôi thấy nó có thêm một cái khuyết điểm, đó là nó không sẵn có. Cái sự phổ biến của máy siêu âm 3D hiện nay ở nước mình thì nó còn ít hơn nhiều so với máy cộng hưởng từ. Cho nên cuối cùng, các kỹ thuật để khảo sát dị tật tử cung đó là cộng hưởng từ. Thì cộng hưởng từ hiện nay được cho là tiêu chuẩn vàng trong đánh giá dị tật tử cung với độ chính xác là 100%. Và hiện nay đối với hình ảnh học thì để đánh giá dị tật tử cung thì người ta thấy siêu âm 2D và chụp X-quang lồng tử cung vòi trứng nó chỉ dừng ở mức độ phát hiện dị tật thôi. Còn để đánh giá đầy đủ, ở nước ngoài thì người ta có khuynh hướng, ở các nước ta có khuynh hướng sử dụng siêu âm 3D. Nhưng mà riêng ở nước chúng ta thì hầu như đối sau khi mà phát hiện được thì bệnh nhân đều được cho chỉ định chụp cộng hưởng từ. Bởi vì như mới vừa trình bày ha, cái sự sẵn có của siêu âm 3D ở nước mình hiện nay không nhiều và rất ít cơ sở có được. Kỹ thuật cộng hưởng từ ở cơ sở chúng tôi thì được thực hiện với các chuỗi xung chính như trên hình, đó là ba hướng cắt T2, T1, T1 phát sát. Và riêng đối với dị tật tử cung thì thường phải có một cái mặt phải có một cái chuỗi xung quét qua thận. Thì chúng ta biết chuỗi xung T2 đối với phụ khoa hoặc là khi khảo sát tử cung nói riêng đó là một cái chuỗi xung hết sức quan trọng,
bởi vì tất cả các giải phẫu của tử cung đều hiện rõ trên hình T2. Như mình thấy là nội mạc tử cung nè, các lớp cơ tử cung đều hiện rõ trên hình T2. Và riêng khi mà khảo sát dị tật thì cái hướng quan trọng bậc nhất đó là hướng corono. Và cái hướng corono này phải là hướng corono cắt theo trục của thân tử cung. Thì bởi vì như vậy thì chúng ta mới bộc lộ được bờ ngoài và bờ nội mạc của cái thân tử cung nó ở cái dạng nào. Từ đó mình mới đánh giá được đây là cái loại dị tật nào. Chứ nếu mà mình chụp cũng chuỗi xung T2 nhưng mà mình chụp không đúng trục của thân tử cung thì đôi khi mình sẽ không có đánh giá được chính xác. Đối với các chuỗi xung T1 trong cái bệnh lý này thì thường là để dùng đánh giá ứ máu hay là đánh giá những cái bệnh đi kèm như là lạc nội mạc. Thì trong cái quá trình phát triển phôi thai á, khi có dị tật của hệ sinh dục nữ thì nó sẽ thường đi kèm với dị tật hệ niệu. Dị tật hệ niệu cái tần suất đi kèm với dị tật tử cung á, rất là thay đổi tùy theo tài liệu. Có tài liệu là nó 25%, thậm chí có tài liệu lên đến 30-50%. Nhưng mà cũng có một số hệ cơ quan khác cũng có thể đi kèm, đó là hệ tiêu hóa và hệ cơ xương khớp. Và còn một cái nữa, đó là dị tật tử cung á, thì thường nó sẽ đi kèm với dị tật của phần trên âm đạo, trong khi 1/3 dưới âm đạo nó vẫn bình thường. Chúng ta cần lưu ý khi mà mình phân tích những cái trường hợp cụ thể. Đây là trên hình mình thấy, đây là mặt phẳng corono oblique theo trục của thân tử cung. Thì nhờ cái hướng cắt như vậy chúng ta mới có được cái hình dạng của cái tử cung bình thường với cái bờ lồi hoặc là chỉ phẳng hoặc là lõm thì lõm dưới 1 cm, và cái buồng nội mạc bình thường nó phải có hình tam giác với cái bờ trên thì nó phẳng, cái đỉnh nhọn thì quay về hướng cổ tử cung. Chúng ta vào những cái dị tật. Thứ nhất là tiếp 1 theo cái bảng phân loại Mỹ. Thì ở cái bên tôi có chú thích cái là nó là last mấy của bảng phân loại châu Âu ha. Thì cái nhóm mà thiểu sản hay là bất sản tử cung á, thường mà bất sản hoàn toàn hai ống cận trung thận thì rất là hiếm, và những cái thai đó nó thường chết trong cái giai đoạn bào thai rồi. Cho nên ở cái tiếp này á, thường gặp là chúng ta sẽ gặp cái hội chứng MRKH. Đó là nó sẽ tồn tại những cái sừng tử cung sơ khai, tức nó tồn tại những cái sừng tử cung sơ khai ở hai bên và nối với một cái cấu trúc mô mềm hình tam giác, nó giống như là cái di tích của cổ tử cung vậy đó. Và nó bất sản phần trên âm đạo trong khi 1/3 dưới âm đạo bình thường. Thì trong cái sừng tử cung sơ khai đó chúng ta lưu ý là nó có thể không có nội mạc hoặc là nó vẫn có nội mạc. Và khi nếu mà nó tồn tại nội mạc thì bệnh nhân này sẽ có những cái triệu chứng của phụ khoa, ví dụ như là đau bụng kinh nè. Và khi mà máu kinh nó tràn ngược vào ổ bụng á, thì bệnh nhân sẽ có lạc nội mạc tử cung. Một cái ca minh họa thì chúng ta thấy đây, bệnh nhân có hai cái buồng trứng bình thường, bên phải, bên trái. Có cái mầm tử cung ở bên phải, bên trái. Hai cái mầm này nó sẽ nối với cái cấu trúc hình tam giác ở phía sau bàng quang bằng những cái dải sơn và nó bất sản phần trên của âm đạo. Trong hai cái sừng sơ khai này không có nội mạc. Đây một cái ca khác, chúng ta thấy hai buồng trứng bình thường, có những cái mầm tử cung sơ khai ở hai bên và nối với cái cấu trúc hình tam giác ở phía sau bàng quang bất sản phần trên âm đạo. Trong hai cái sừng sơ khai này không có nội mạc có chức năng. Ở những trường hợp khác cũng là hội chứng MRKH nhưng mà bây giờ có nội mạc tử cung bên trong những cái sừng sơ khai. Nội mạc tử cung trên T2 thường có tín hiệu cao ha anh chị, nó cỡ cao tương đương với dịch. Và bởi vì nó có tồn tại nội mạc bên trong những cái sừng sơ khai này cho nên là trong cái sừng sơ khai nó vẫn có lạc tuyến trong cơ nè, và nó có ứ máu lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng, thậm chí nó tạo những cái dây dính cho nên bệnh nhân này có những cái nang vùi phúc mạc trong buồng chậu. Đối với một cái tổn thương mà chúng ta muốn đánh giá nó có liên quan tới âm đạo hay không
thì cái mặt phẳng Sagitto là cái mặt phẳng rất là tốt để đánh giá cái chuyện đó. Như trên hình mình thấy đây là một cái Sagitto qua âm đạo, thấy rõ âm đạo bình thường, hướng axio thấy âm đạo bình thường. Vậy thì đây là cái trường hợp có âm đạo bình thường. Chúng ta nhìn cái hình bất sản phần trên âm đạo ha, chỉ thấy được phần dưới từ đây tới đây không có âm đạo. Cho nên là cái mặt phẳng này là cái mặt phẳng phải rất là chú ý nếu mà chúng ta nghĩ tới những cái tổn thương mà có ảnh hưởng tới âm đạo. Một cái bệnh nhân này đến khám không phải là vì vô kinh nguyên phát. Mình biết MRKH thì thường nó sẽ bị vô kinh nguyên phát, nhưng mà ca này đến khám là vì siêu âm có được u buồng trứng ở hai bên. Thì chúng ta thấy là có u bì buồng trứng hai bên và nó bị xoắn một bên ở bên phải ha. Và tình đây là cái vòi trứng bên phải nó bị phù nề lên do thiếu máu nè. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà có u buồng trứng và có biến chứng xoắn ở bên phải thì tình cờ phát hiện được là bệnh nhân không có tử cung và cổ tử cung bình thường mà chỉ có một cái sừng sơ khai ở bên phải, bên trái và có một cái cấu trúc mô mềm nằm ở phía sau bàng quang bất sản phần trên âm đạo. Tức là bệnh nhân này là MRKH mà bị phát hiện tình cờ, chứ bệnh nhân hoàn toàn không đi khám vì cái hội chứng này. Mặc dù tiếp 1 thì thường chúng ta gặp cái hội chứng MRKH, tuy nhiên không phải trường hợp nào ở tiếp 1 cũng là MRKH. Thì tại vì cái ca đang trình diễn trên màn hình đó, là một bệnh nhân tới khám vì đã mổ u buồng trứng, tức là năng lạc nội mạc buồng trứng. Thì khi mà kiểm tra lại á, bởi vì bệnh nhân vẫn tồn tại là đau bụng sau khi mà mổ, thì khi chụp cộng hướng từ kiểm tra lại, chúng ta thấy bệnh nhân có cái gì? Chúng ta thấy ở mặt phẳng corona không có cái hình dạng tử cung bình thường, mà cái buồng tử cung giống như hình trái chuối, tức là điển hình của tử cung một sừng. Và có một cái giống như cái sừng thơ khai nằm ở cạnh cái sừng tử cung lớn, và bên trong nó không có nội mạc. Có vẻ là giống như đây là một cái MRKH, nhưng mà vô lý là MRKH là nó hai cái sừng nó phải nằm tách rời ở hai bên, nhưng mà cái này nó lại dính nhau. Thì chúng ta để ý là thấy cái gì? Nó cũng bất sản phần trên của âm đạo. Thì đây cũng là một cái dạng tiếp 1, tức là thiểu sản tử cung bất sản phần trên âm đạo, nhưng mà chúng ta không đọc nó là MRKH được. Cái tiếp 2 đó là tử cung một sừng. Thì xảy ra tử cung một sừng là khi có thiểu sản một phần hay là hoàn toàn một ống cận trung thận. Thiểu sản một hoàn toàn như là cái hình A nè, là chúng ta chỉ còn lại một sừng tử cung. Còn thiểu sản một phần thì tùy mức độ mà chúng ta có được những cái sừng sơ khai. Và cái lâm sàng của bệnh nhân á thì sẽ tùy thuộc vào trong cái sừng sơ khai này nó có nội mạc hay là không có nội mạc. Về mặt tần suất thì chúng ta lưu ý nếu mà tử cung một sừng mà mọc dạng đơn độc không có sừng sơ khai chỉ gặp khoảng 1/3 trường hợp, tức là 35%. 2/3 trường hợp còn lại là nó rớt vô là phải có sừng sơ khai. Và khi mà có sừng sơ khai á thì không có nội mạc nó sẽ có chiếm 50%, và phân nửa trường hợp còn lại là nó sẽ có nội mạc. Trong mà khi đã có nội mạc thì cái dạng không thông thương á, nó sẽ gặp nhiều hơn, tức là chúng ta hay gọi là sừng mù á, nó sẽ gặp nhiều hơn. Cho nên khi mà đọc tử cung một sừng á thì mình phải ghi nhận là có sừng sơ khai hay không, và trong sừng sơ khai có nội mạc hay không. Đó là một cái dấu hiệu rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng tới lâm sàng của bệnh nhân và có chỉ định điều trị hay không. Ví dụ một cái ca chúng ta có tử cung một sừng ở bên trái và có một cái sừng sơ khai ở bên phải. Trong cái sừng sơ khai này không có nội mạc, tức là bệnh nhân này sẽ về mặt phụ khoa sẽ hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Bệnh nhân sẽ không có đau bụng kinh. Sản khoa thì ngoài cái chuyện là nó có nguy cơ là sảy thai, sanh non do cái tử cung một sừng, thì và bệnh nhân này cũng sẽ không có chỉ định điều trị gì đối với cái tử cung. Khi mà mình đánh giá cái gọi là tử cung đối với tử cung một sừng á, khi nào mình đọc là bên đây là sừng sơ khai, bên kia là sừng chính,
thì nó hoàn toàn không lệ thuộc vào cái kích thước của cái sừng đó. Mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta tìm cái sự liên tục của nội mạc ở thân tử cung với cổ tử cung. Cái sừng nào mà có liên tục với cổ tử cung thì đó là sừng chính, chứ không phải là sừng to là sừng chính và sừng nhỏ là sừng phụ. Một cái trường hợp khác thì mình thấy đây là cái tử cung một sừng bên phải, có cái sừng sơ khai ở bên trái, nhưng mà trong sừng sơ khai này có nội mạc, và cái sừng bên trái này nó dính với cái thằng bên phải bằng một cái dải sơ thôi, tức là đây là cái sừng chột. Thì khi mà tử cung một sừng mà nó có tồn tại sừng chột á, thường, rất là thường, nó sẽ có đi kèm với dị tật của thận cùng bên với cái sừng chột. Đây là cái dị tật mà có cả đi kèm dị tật hệ niệu thường gặp nhất trong các loại dị tật tử cung. Một cái trường hợp khác, có sừng sơ khai ở bên bên trái, không thông thương với bên phải, và trong cái sừng trái hiện giờ nó có ứ máu, và thậm chí nó còn ứ máu lên cả vòi trứng bên trái, rồi dẫn tới những cái giả nang bên trong vùng chậu. Một cái ca khác là bệnh nhân này vô vì bệnh nhân có một cái thai, nghi ngờ là thai trong ổ bụng, nhưng mà khi chụp cộng hưởng từ lên thì mình thấy là cái thai này được bao quanh bởi một cái lớp cơ khá là dày, nó không phù hợp với thai trong ổ bụng. Và cái tử cung á, thì nó lại có một cái hình dạng hình quả chuối và lọt sang một bên luôn. Đây là hướng về phía bên trái, còn cái chứa thai thì nằm bên này. Cái sừng chứa thai nó không thông thương gì với cái sừng bên trái hết. Đây là một cái trường hợp thai trong sừng chột và đang có cái biến chứng vỡ. Một cái ca khác thì bệnh nhân cũng vô với cái bệnh cảnh là thai 12 tuần vẫn còn sống. Thì mình thấy là đây là cái hướng corono mà chụp đúng song song với trục của thân tử cung nè, thì cái hình dạng của tử cung lại là hình quả chuối, tức là đây là dạng tử cung một sừng. Và cái tử cung mà có hình quả chuối này thì nó thông thương được với cổ tử cung, cho nên nó là sừng chính. Còn cái sừng chứa thai mình thấy nó có một cái đường thông với cái sừng chính ở ngang cái mức đoạn eo, tức là nó đổ vào đoạn eo và sau đó đổ vào cổ tử cung á. Thì đây là cũng là một cái trường hợp thai trong sừng mù nhưng mà nó chưa vỡ. Vậy thì sau khi mà chúng ta xem cái dị tật tiếp 1 và dị tật tiếp 2, đại diện của dị tật tiếp 1 là MRKH và tiếp 2 là tử cung một sừng, thì các anh chị sẽ thấy là chắc là không có thể nào mà chúng ta đọc nhầm hai cái chẩn đoán này, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự là vẫn có. Bây giờ trên hình chúng ta có một cái bệnh nhân có một cái tử cung một sừng bên phải nhỏ và một sừng bên trái hay to. Thì theo cái phản xạ như nãy giờ thì mình sẽ thấy là mình sẽ nghĩ là có phải là tử cung một sừng bên trái có cái sừng chột bên phải hay không. Thì mình thấy là sau khi coi kỹ thì mình thấy là bệnh nhân này không có cổ tử cung và bất sản phần trên âm đạo. Vậy thì cuối cùng đây là một cái trường hợp MRKH, và trong hai cái sừng sơ khai nó đều có nội mạc, nhưng mà cái sự phát triển giữa hai cái sừng sơ khai nó lại không có tương xứng với nhau, tức là vẫn có thể có một sừng to và một sừng nhỏ, chứ không phải MRKH thì hai sừng nó phải tương tự với nhau. Bệnh nhân này không có kèm theo bất sản thận. Một cái ca khác chúng ta thấy đang có một cái nang lạc nội mạc ở buồng trứng ha, và có một cái sừng tử cung rất là to bên phải và một cái sừng tử cung nhỏ nhỏ bên trái. Thì nếu mà mình cứ theo cái lối mòn mình nghĩ sừng to là sừng chính, sừng nhỏ là sừng phụ, thì lại không phải ở bệnh nhân này. Bởi vì cái sừng ở bên trái đó, nó thông thương với cổ tử cung. Thông thương với cổ tử cung thì nó là cái sừng chính nè. Và cái thằng mà thấy to to là đang ứ máu, một cái sừng chột đang ứ máu, và nếu mà phải phẫu thuật thì sẽ cắt bỏ cái sừng đang ứ máu này, chứ không phải là cái sừng nhỏ nhỏ ở bên trái. Và tóm lại, đối với dạng tiếp 1 và tiếp 2 thì chúng ta lưu ý là khi đọc mình phải, ngoài cái chuyện mình quan tâm sừng tử cung nó như thế nào, có nội mạc hay không, thì mình phải quan tâm là có cổ tử cung hay không, là cái thứ nhất, là để phân biệt giữa tiếp 1 và tiếp 2. Và cái vấn đề nữa đó là
có cổ tử cung rồi thì cái sự liên tục giữa nội mạc ở thân tử cung và cổ tử cung nó nằm ở đâu để mà chúng ta phân định đâu là cái sừng chính và đâu là cái sừng mù trong cái trường hợp tử cung một sừng. Dạng tiếp theo đó là tử cung đôi. Thì tử cung đôi thì chúng ta thấy là nội cái tên của nó thì mình cũng biết là nó sẽ có cái gì. Nó sẽ có hai sừng và hai cổ tử cung riêng biệt. Thì 75% trường hợp tử cung đôi nó sẽ đi kèm với vách ngăn âm đạo dọc. Thì cái vách ngăn âm đạo này có thể hoàn toàn, tức là nó đi thẳng từ lỗ ngoài cổ tử cung đi thẳng xuống tới gần cái mà lỗ ngoài của âm đạo. Và hoàn toàn bệnh nhân không có triệu chứng gì cả về mặt ví dụ như không có ứ máu kinh. Nhưng mà những cái trường hợp vách ngăn âm đạo không hoàn toàn thì cái mép dưới của vách ngăn nó hay quẹo qua, nó dính vào một cái thành của âm đạo. Ví dụ nó dính vào thành trái của âm đạo thì cái ngăn âm đạo bên trái và cái tử cung bên trái có thể bị ứ máu kinh. Và trong trường hợp đó thì thường nó sẽ có đi kèm bất sản thận cùng với cái bên mà bị tắc nghẽn. Chúng ta thấy là chúng ta sẽ có hai sừng tử cung, một bên, hai bên, hai cổ tử cung và có thể thấy hai ngăn âm đạo. Thì khi mà mình đọc có bao nhiêu sừng tử cung, bao nhiêu cổ tử cung thì mình nên quan sát trên cái chuỗi hình động á, để mình thấy cái sự liên tục của nội mạc từ tử cung đổ vào cổ tử cung. Ví dụ như trong trường hợp này mình thấy là có hai sừng, hai cổ ha. Đây, hai cổ. Và khi đi xuống tới âm đạo thì nó chỉ có một âm đạo thôi, tức là bệnh nhân này không có vách ngăn. Có một, đây là mình gọi là tử cung đôi, nhưng mà sẽ có trường hợp tử cung hai sừng hoàn toàn, tức là mình sẽ cũng có hai thân tử cung và hai cổ tử cung. Thì lúc đó thì giữa tử cung hai sừng hoàn toàn và tử cung đôi trên hình ảnh hoàn toàn là chúng ta không phân định được. Cho nên là khi mà thực hành thì thường hệ thấy hai sừng, hai cổ thì đều bỏ vào tử cung đôi, nhưng mà đôi khi nó chỉ là tử cung hai sừng hoàn toàn thôi. Một cái ca khác mình thấy có một sừng bên phải ha, một sừng bên trái, có hai cổ tử cung và có hai âm đạo. Và cái hai âm đạo này nó vẫn kéo dài cho tới đoạn dưới của âm đạo luôn. Tức là bệnh nhân này có đi kèm với một cái vách ngăn âm đạo hoàn toàn. Một cái trường hợp khác thì trên hình, cái hình đầu tiên mà mình khảo sát sơ qua thì mình sẽ thấy hình như nó có bất sản thận ở bên trái và có một cái bích tắc gì đó dẫn tới ứ dịch, ứ máu gì ở bên phải. Thì ở những cái hình mà khảo sát riêng ở vùng chậu mình thấy là bệnh nhân có hai sừng tử cung, một bên, hai bên, hai cổ tử cung. Và xuống thấp một chút là mình sẽ thấy là hình như là nó có ứ dịch ở bên phải ha. Đây là xuống tới âm đạo, nó vẫn ứ dịch ở âm đạo. Và cái dịch này nó có tín hiệu cao trên T1 phát sát ha, thì là ứ máu. Thì ở đây là cái dạng mà có vách ngăn âm đạo không hoàn toàn, và cái mép dưới vách ngăn nó quẹo qua, nó dính vào cái thành phải của âm đạo, dẫn tới bích tắc cái ngăn bên phải. Một cái trường hợp khác thì nó cũng có tử cung đôi, hai sừng, hai cổ và nó đang ứ máu ở bên trái. Đang ứ máu bên trái và chúng ta thấy nó ứ máu xuống rất là thấp. Cái vị trí bích tắc thì nó cách tiền đình chỉ tầm khoảng 1 cm thôi. Cho nên đối với những cái trường hợp mà tử cung đôi đi kèm một cái vách ngăn không hoàn toàn dẫn tới tắc nghẽn, thì khi mà mình báo cáo, mình viết kết quả, mình nên đo đạt cái vị trí tắc nghẽn tới cái tiền đình. Điều đó có thể là cung cấp thông tin có ích cho cái nhà phẫu thuật khi mà người ta có quyết định phá cái vách ngăn hay không. Thì nếu mà tử cung đôi đi kèm với một cái vách ngăn âm đạo không hoàn toàn dẫn tới bích tắc một bên á, thì cái tên gọi của cái hội chứng đó là HWW. Ở đây thì có một số anh chị đây hay nhầm với cái hội chứng Overa. Mình thấy cái tên này á, nó chỉ diễn tả là có tắc nghẽn phân nửa âm bán phần âm đạo kèm với bất sản thận cùng bên, và nó không hề đề cập tới dị tật của tử cung. Cho nên nếu mà là có những cái trường hợp
Thì có một cái nghiên cứu về cái ovira này thì người ta thấy là đa phần là tử cung đôi, nhưng mà cũng có một số trường hợp đó là tử cung có vách ngăn hoặc là tử cung hai sừng, nó cũng có cái kiểu dị tật này. Cho nên là cái ovira nó bao trùm luôn cả cái HWW. Cho nên nếu mà mình muốn dùng cái hội chứng này á, thì điều tiên quyết là tử cung phải là tử cung đôi mới được. Chứ nếu mà tử cung có vách ngăn thì khi có tắc nghẽn thì mấy chị đọc hội chứng này, chứ đừng đọc hội chứng WW. Cái dị tật thứ tư đó là tử cung hai sừng. Thì dễ đọc nhất đó là chúng ta thấy có hai sừng tử cung và nó hợp lưu với nhau ở ngang mức đoạn eo á, trước khi là nó đổ vào cổ tử cung. Thì thường là nó hai sừng một cổ, còn nếu mà nó hai sừng hai cổ á, thì sẽ rất là khó phân biệt với tử cung đôi. Chúng ta thấy ở đây một cái bệnh nhân có hai sừng tử cung bên phải ha, bên trái nè. Mình quan sát theo cái đường đi của nội mạc tử cung thì mình sẽ thấy nó hợp lại với nhau ở ngang mức eo tử cung và xuống đây là nó có một cổ tử cung. Bởi vì cái cổ tử cung á, một hay hai cổ có nó cũng có ý nghĩa trong cái chuyện phân định là tử cung đôi hay tử cung hai sừng. Cho nên người ta ghi nhận có một số trường hợp gây ra nhầm lẫn, tức là chúng ta cứ đọc là có hai cổ tử cung, nhưng mà thật ra là ví dụ trên hình này thì mình nói là có một cái vách ở cổ tử cung, vậy là đây là có hai cổ tử cung. Thậm chí là mình sẽ thấy cái hình ảnh này ở những cái bệnh nhân mà trên cái thân tử cung không có dị tật, mà tự nhiên mình lại đọc là có hai cổ tử cung thì nó hơi kỳ kỳ. Thì chúng ta phải lưu ý là coi chừng chúng ta nhầm là do cái mặt phẳng này nó cắt quát qua những cái nếp cơ ở cổ tử cung á, cắt qua một cái, ví dụ qua đây thì cho được cái dải đen nằm chính giữa cổ tử cung, cái mình đọc là hai cổ. Mà khi mà cắt vuông góc, cắt ngang vuông góc qua cổ tử cung thì mình thấy rõ ràng cái đường nó đi không liên tục, một cái hình ảnh ta gọi là giả vách ngăn thôi. Và để mà chắc chắn là có hai cổ tử cung thì mình thấy cái đường phân chia hai cổ á, nó phải đi liên tục từ bờ này cho đến bờ kia thì nó mới chắc chắn. Cái dị tật tiếp 5 là một cái dị tật khá là quan trọng, bởi vì nó thường gặp nhất, chiếm tới 55% các loại dị tật tử cung. Và những cái biến chứng của nó, đặc biệt là biến chứng về mặt sản khoa như là sảy thai tái phát, sanh non, thì nó lại gặp cao hơn, xảy ra ở nó nhiều hơn. Và trong thực hành là cái vấn đề mà phân biệt giữa tử cung có vách và tử cung hai sừng là một cái vấn đề chưa bao giờ mà bớt nóng cả. Là lúc cái vấn đề đó lúc nào cũng được đặt ra, bởi vì đối với tử cung có vách ngăn thì có thể điều trị được, có thể điều trị được, người ta có thể cắt vách ngăn đi, trong khi tử cung hai sừng thì không. Thì cái tiêu chuẩn chính của tử cung có vách ngăn đó là chúng ta phải quan sát được cái bờ thanh mạc nó phẳng hay là nó lồi, chứ nó không được phép lõm. Và kế nữa đó là góc giữa hai buồng nội mạc thì nó phải nhỏ hơn 90 độ. Cái thành phần của vách ngăn cũng là một điều cần phải lưu ý khi mà mình báo cáo cái vách ngăn. Thì giống như ở đây thì mình thấy là cái vách ngăn nó chỉ chứa mô sợi, còn bên này thì vách ngăn tử cung nó lại chứa cả cơ trơn nữa, tức là các thành phần của nó giống y như cơ ở chỗ khác. Thì cái chuyện mà cắt đi cái vách ngăn mà có chứa cơ nó sẽ khó khăn hơn là khi cắt đi cái vách ngăn chỉ có mô sợi. Thì cái độ dài của vách ngăn thì tùy thuộc vào cái tình trạng xó vách ngăn nó bị ngừng lại ở khúc nào, mà mình có thể có cái vách ngăn rất là ngắn giống như vậy, hoặc là mình có một cái vách ngăn dài hơn chút nữa, hoặc là có cái vách ngăn nó đi luôn xuống tới bờ ngoài của âm đạo, tới bờ ngoài của âm đạo luôn, là một cái vách ngăn hoàn toàn đi từ cái tử cung xuống tới âm đạo, mà cái này cũng không nhỏ ha, chiếm tới 25% trường hợp. Một cái cuối cùng trong cái dị tật mà theo cái bất thường phát triển của hai ống cần trung thận đó là tử cung hình cung, bên lâm sàng thì hay gọi là hình tim á. Thì mình thấy là cái vách ngăn âm đạo nó gần như là nó tiêu đi, cái vách ngăn tử cung gần như là nó tiêu đi gần hoàn toàn, và cái bờ nội mạc nó chỉ hơi lõm một chút thôi.
và tiêu chuẩn để đọc cái tử cung hình cung đó là bờ nội mạc lõm dưới 1 cm. Thì do cái chẩn đoán một cái tử cung có vách ngăn rất là quan trọng trong thực hành, cho nên là theo hiệp hội sinh sản Mỹ á, vào năm 2016 thì họ đã đưa ra thêm một cái hướng dẫn về chẩn đoán tử cung có vách ngăn. Thì mình thấy là họ vẫn đưa cái tử cung hình cung vào cái guideline này, tức là để mà chẩn đoán tử cung bình thường hay là tử cung hình cung thì cái bờ nội mạc nó phải lõm dưới 1 cm và góc giữa hai buồng nội mạc là nó lớn hơn 90 độ. Trong khi để chẩn đoán là tử cung có vách thì bờ nội mạc bây giờ nó còn tăng hơn nữa. Lúc trước nó chỉ cần là lõm trên 1 cm thôi. Bây giờ đối với cái guideline năm 2016 thì đòi hỏi phải lõm trên 1,5 cm kèm với góc giữa hai buồng nội mạc nhỏ hơn 90 độ thì mới đọc được là tử cung có vách. Còn tử cung hai sừng thì cái bờ ngoài nó phải lõm trên 1 cm. Thì ở đây theo cái guideline này thì chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa cái phân loại của Mỹ và phân loại của châu Âu. Và tại vì á, theo phân loại của châu Âu á, thì họ sẽ không theo con số 1 cm hay là 1,5 cm, mà ví dụ để đọc là tử cung có vách thì yêu cầu là cái buồng nội mạc lõm trên 50% bề dày của cơ tử cung là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Ví dụ như mà bề dày cơ tử cung chỉ có 1 cm thì cái bờ nội mạc nó lõm trên từ 6 mm trở đi là đọc được tử cung có vách. Và tương tự giống như vậy đối với tử cung hai sừng, đó là cái bờ thanh mạc lõm trên 50% bề dày cơ tử cung. Cho nên là những cái chuyên gia về dị tật tử cung á, người ta cũng đang rất là tranh cãi giữa hai cái bảng phân loại này, bởi vì người ta thấy là cái đánh giá bằng cái bảng phân loại châu Âu thì đọc tử cung có vách quá nhiều so với bảng phân loại Mỹ, cho nên là cái chuyện này vẫn chưa có hồi kết cục. Rồi cái cuối cùng, dị tật cuối cùng là dị tật tiếp 7, thì là một cái dị tật nó liên quan tới thuốc DES. Đây là cái thuốc mà được dùng điều trị giỏ sẻ thai rất là phổ biến ở thập niên 50. Thì sau đó người ta thấy là ở những cái bà mẹ mà dùng thuốc đó thì tử cung của bé gái á, nó có thể có cái hình có hình chữ giống như là chữ T, và cái bờ thay vì là cái hình tam giác với cái bờ rất là rộng, bây giờ là nó gập góc rất là nhiều ha. Kèm theo có nhiều một số những cái triệu chứng như là vòi trứng nó có thể hẹp và nó tăng xuất độ ung thư ở âm đạo. Và sau này cái thuốc này thì đã ngưng sử dụng, cho nên là thật sự bây giờ cái dị tật này mình cũng ít gặp. Trên đây cái trình bày phần vừa rồi á, những cái liên quan tới dị tật tử cung thì chúng ta thấy hầu hết là nó liên quan tới sự bất thường phát triển của hai ống cận trung thận. Và điều kiện đầu tiên đó là bệnh nhân phải có hai buồng trứng bình thường. Bệnh nhân phải có hai buồng trứng bình thường, đó là một điều mình cần lưu ý để khi mà mình đánh giá những cái bệnh nhân vô kinh khác, nhưng mà đôi khi nó không phải là những cái dị tật liên quan tới những cái bất thường giống như mình vừa trình bày. Và nổi trội nhất trong những cái nguyên nhân đó là cái hội chứng kém nhạy cảm với androgen. Thì ở đây là bệnh nhân là có bộ nhiễm sắc thể là 46XY, nhưng mà bởi vì là cái tinh hoàn nó không tiết ra được cái hormone mà ức chế cái sự phát triển của hai ống cận trung thận, cho nên là bệnh nhân đó sẽ có khuynh hướng phát triển theo hướng nữ, có cơ quan sinh dục ngoài giống như nữ. Như trên hình đó là một bạn gái này đi khám vì một lý do rất là đặc biệt, cho nên tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đó là bạn đi khám là bạn này đang học đại học và đi khám, và với cái lý do đó là không quan hệ được. Thì chẩn đoán được đưa đến lúc mà chụp á, là người ta theo dõi hội chứng MRKH bởi vì bạn vô kinh nguyên phát. Nhưng mà khi mà chụp lên thì chúng ta thấy là bạn này có âm đạo. Nó không giống MRKH là bất sản phần trên âm đạo,
mà bây giờ nó có gần như là cái ống âm đạo bình thường, chỉ có là cái thành âm đạo rất là mỏng và không tìm thấy được hai cái buồng trứng ở trong vùng chậu. Nhưng mà ở nếp bẹn á, có hai cái cấu trúc khá là đồng nhất và không có nang loãng, với cái hình ảnh này rất là giống tinh hoàn ở hai bên. Thì sau đó nó làm bộ nhiễm sắc thể thì là 46XY, thì đây là một cái hội chứng, đây là một cái trường hợp kém nhạy cảm với androgen. Một cái trường hợp khác thì cái trường hợp này tôi mới gặp gần đây thôi và cũng rất là thú vị, là bởi vì cái báo cáo của cái hội chứng này á, nó rất là hiếm, nhưng mà trong mấy tháng đầu năm của 2020 á, tôi lại gặp hai trường hợp, cho nên tôi cũng chia sẻ với các anh chị đồng nghiệp. Chúng ta thấy là bệnh nhân này nó cũng bị vô kinh nguyên phát luôn, nhưng mà khi chụp hình á, mình nhìn thấy là nó có tử cung. Nó có tử cung mặc dù cái tử cung này rất là nhỏ, đường kính trước sau chỉ tầm khoảng 1 cm thôi và không có nội mạc. Có được âm đạo bình thường, có được âm đạo bình thường, có đi kèm với bất thường thận, đó là thận móng ngựa, và một cái cấu trúc giống giống như buồng trứng, nhưng mà chỉ có một cái nang nhỏ nhỏ thôi và hầu như còn lại là mô xơ. Thì mình thấy là cái nồng độ testosterone của hắn rất là thấp, không có phù hợp với nam. Mình không tìm được tinh hoàn, nhưng mà bộ nhiễm sắc thể là 46XY. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì có thể là bệnh nhân này thuộc cái hội chứng Squire. Mình thấy là cái hội chứng này á, tần suất của nó rất là thấp so với tuột nơ và cái kém nhạy cảm androgen. Và cái bệnh nhân khi mà bị hội chứng này á, thì nó sẽ có cơ quan sinh dục ngoài lẫn trong đều là nữ, nhưng mà tử cung lại là thường là thiểu sản. Nhưng mà nó cũng có 30% trường hợp đó là cái tuyến sinh dục á, nó sẽ hóa ác, và cái u thường gặp là hai cái loại u này. Thì đây là cái ca mà tôi gặp, là bệnh nhân này còn cái mô sinh dục chưa có hóa ác, chưa có u. Còn một cái ca khác hồi đầu năm nay gặp á, thì là bệnh nhân có một cái disgerminum ở tuyến sinh dục, cái u cũng khá là to, gần 15 cm. Và để tóm lại cho cái bài này, một cái bản tiếp cận ngắn gọn, cái này là tôi tóm tắt theo cái phân loại Mỹ. Thì khi mà các anh chị mà có sử dụng theo cái bản phân loại châu Âu thì mình sẽ sửa đổi lại các tiêu chuẩn về con số thôi. Thay vì là lõm hơn 1 cm hay là dưới 1 cm thì mình sửa lại là nhỏ hơn hay là lớn hơn 50% bề dày cơ tử cung. Thì trước tiên tiếp cận một trường hợp mà nghi dị tật tử cung thì mình phải trả lời câu hỏi là tử cung có bất thường hình dạng hay không. Nếu mà bất thường hoàn toàn, tức là chúng ta không tìm thấy tử cung, không tìm thấy một cái hình ảnh tử cung bình thường, thì mình phải coi là có hai cái buồng trứng hay không. Nếu mà có thì có nghĩa là có thể là hội chứng MRKH. Thì MRKH chúng ta phải tìm cái sừng sơ khai và đánh giá coi có nội mạc trong cái sừng sơ khai hay không. Và nếu mà có nội mạc trong sừng sơ khai thì nó sẽ có những cái dấu hiệu của ứ máu kinh, có lạc nội mạc, vân vân. Và cái mấu chốt để chẩn đoán cái MRKH mà thì mình tìm cái sừng sơ khai á, là mình phải tìm được hai buồng trứng, và cái sừng sơ khai nó thường nằm phía dưới, sát dưới hai buồng trứng ở hai bên. Nhưng mà mình đừng đi tìm đâu xa cả, nó quanh quanh cái buồng trứng á. Rồi, nếu như mà mình không thấy buồng trứng bình thường thì nó có thể là 46XY, và có thể là những cái nguyên nhân khác thường gặp nhất là kém nhạy cảm androgen. Còn nếu mà mình thấy một phần tử cung, có nghĩa là tử cung một sừng, thì cũng như vậy, chúng ta phải coi cái tử cung một sừng này nó có sừng sơ khai hay không, trong sừng sơ khai có nội mạc hay không, có bất thường hệ niệu đi kèm hay không, và có biến chứng của cái chuyện ứ máu kinh hay không. Còn mình sẽ thấy tử cung có hình dạng bình thường thì phải có được cái mặt phẳng coronal oblique và thân tử cung để mình đánh giá bờ thanh mạc của tử cung phẳng hay là lồi. Nếu nó phẳng, mình phải coi tới cái bờ nội mạc. Bờ nội mạc mà lõm trên 1 cm thì là tử cung có vách. Đối với tử cung có vách, phải quan tâm cái vách ngăn này dài bao nhiêu, có chứa sợi hay là chứa cơn.
Còn nếu mà bờ nội mạc mà nó lõm dưới 1 cm thì đây là tử cung dạng cung. Tử cung dạng cung gần như người ta coi nó là tử cung bình thường, tại vì nó không có những cái biến chứng về phụ khoa hay sản khoa cao hơn một cái tử cung bình thường bao nhiêu hết. Còn nếu mà bờ thanh mạc mà nó lõm trên 1 cm thì mình sẽ quan sát cái hai cái buồng nội mạc nó hợp lại ở vị trí nào. Nếu mà nó có hợp lại ở ngang cái mức mà trước khi đổ vào cổ tử cung thì đó là tử cung hai sừng. Nếu mà hai buồng nội mạc này hoàn toàn không hợp lại thì tử cung đôi. Tử cung đôi thì chúng ta phải đánh giá thêm có kèm vách ngang âm đạo hay không, và vách ngang âm đạo này có hoàn toàn hay không. Rồi mình thực hành ha. Mình sẽ có một cái ca có cái hình Sato T2 giống như thế này. Giống như thế này. Và đây là cái mặt phẳng coronal oblique. Mình thấy cái sừng tử cung bên trái buồng nội mạc có dạng trái chuối. Có dạng trái chuối, đó là gợi ý tử cung một sừng. Và kế bên cái sừng đó nó có một cái cấu trúc mô mềm, có một cái cấu trúc mô mềm ở đây ha, ở đây nối với cái sừng bên trái bằng một cái dải sợi. Thì đây là trường hợp tử cung một sừng, có sừng một sừng bên trái, có sừng sơ khai bên phải và trong sừng sơ khai không có nội mạc. Ở trường hợp này có một cái điểm thú vị, đó là bệnh nhân có một cái thai ngoài tử cung ở cái vòi trứng bên phải. Đa phần trong các hình mà mình thấy người ta vẽ minh họa, khi mà cái sừng sơ khai mà nó không có nội mạc á, thì người ta vẽ cái vòi trứng giống như không có cái lồng của vòi trứng, không có niêm mạc vậy. Nhưng mà ở cái trường hợp này, khi mà gặp trường hợp này thì cái chuyện đó sẽ theo không đúng nữa. Nó vẫn có, vòi trứng nó vẫn có lồng, cho nên là nó vẫn chứa được cái thai. Đây là một cái trường hợp khác. Thì chúng ta thấy hai thận có vẻ bình thường. Ở phía dưới có một cái gì đó bích tắc dẫn tới là giãn lớn và ứ máu, ứ dịch gì đó. Thì ở mặt phẳng Sato mình thấy cái tử cung có vẻ cái lòng tử cung xẹp, âm đạo, đây là thân tử cung ha, cổ tử cung, âm đạo giãn lớn, ứ dịch hay là ứ máu gì đó, và nó chấm dứt ở cách tiền đình khoảng 1,5-2 cm. Thì có thể em hội chứng WW không, nhưng mà trở lại mình thấy hai thận bình thường thì cái chuyện đó có vẻ không đúng lắm. Đây là hình coronal qua cái thân tử cung, mình thấy bờ ngoài tử cung phẳng lồi ha. Vậy thì tử cung hai sừng, tử cung đôi là coi như không đúng. Rồi mình quan sát tiếp cái bờ nội mạc, mình thấy nó chỉ hơi lõm chút xíu thôi, dưới 1 cm, thì đây là tử cung dạng cung. Thì tử cung dạng cung kèm với một cái ứ gì đó ở âm đạo, hình như nó không thuộc trong cái những cái dị tật mà mình mới gặp. Và một cổ tử cung luôn. Thì cái ca này bởi vì bệnh nhân có quan hệ rồi, cho nên tôi bơm gel vào âm đạo, thì nó thì nhờ cái gel mình bơm vô á, bộc lộ rõ cho mình được một cái vách ngăn ngang âm đạo. Đây là một cái dị tật mà do cái trong cái giai đoạn mà nó fusion hoặc là hòa nhập trong theo mà cái hướng dọc á, cái hướng dọc nó không tiêu được cái vách ngang giữa xoang niệu dục và cái thành phần âm đạo bởi hai cái ống cận trung thận, dẫn tới có vách ngang ngang. Đây một cái trường hợp khác, mình thấy là cái bờ thanh mạc của tử cung lõm hơn 1 cm, vậy thì nó chỉ nằm vòng vòng tử cung đôi hay tử cung hai sừng. Hai cái buồng nội mạc hoàn toàn không có hòa nhập về với nhau. Ở đây mình có hai cổ tử cung ha, và có bất sản thận ở bên trái. Vậy thì coi chừng có tắc nghẽn ở bên trái. Thì mặc dù cái bệnh nhân này là cái ngăn âm đạo bên trái á, nó không có bích tắc, nó không có tắc nghẽn hoàn toàn, cho nên cái dịch ứ bên trong nó không nhiều, nhưng mà nó vẫn có ứ dịch nhiều hơn là bên phải. Cái này bệnh nhân này không biết tối qua mới làm gì mà nó có ít dịch ở bên phải. Nhờ đó thì chúng ta thấy là cái vách ngăn nó rõ ràng hơn ha. Đây là một cái hội chứng HWW. Mình thấy trên cái hình này mình có cảm giác là có hai buồng nội mạc và có hai cổ tử cung. Đây là mặt phẳng coronal qua cái thân tử cung, mình thấy cái bờ thanh mạc nó phẳng như vậy, thì đây là dạng tử cung có vách, mà cái vách ngăn này đi từ tử cung xuống tới cái lỗ ngoài cổ tử cung luôn.
Slide ha. Ở cái slide này, mấy anh chị có thể chụp màn hình lại hoặc là mình xem lại khi mà mình ghi nhận lại khi mà mình xem YouTube để mình làm câu hỏi trắc nghiệm. Đây là ca số 1, bệnh nhân tới khám vì vô kinh nguyên phát. Thì khi chụp em ra vùng chậu có hình cyto như thế này và có hình axio như thế này, hai buồng trứng bình thường. Ca thứ 2 cũng vậy, mấy anh chị dùng để đánh trắc nghiệm. Bệnh nhân tới khám vì sảy thai tái phát. Thì đây là hình corono qua thân tử cung. Axio qua cái đoạn eo tử cung ha. Vị trí này là cổ tử cung. Rồi, tóm lại thì khi mà mình tiếp cận dị tật tử cung thì cái hướng tiếp cận là mình sẽ tiếp cận theo một cái bảng phân loại để mình báo cáo một cách cụ thể để giúp cho những nhà cho các nhà lâm sàng quản lý những cái bệnh nhân đó. Thì những cái lưu ý này là tôi tóm lược lại trong cái phần bài giảng vừa rồi. Ví dụ như đối với cái dị tật tiếp 1 thì cái hình đắt giá và mình cần phải quan sát cẩn thận đó là sato để mình đánh giá coi cái âm đạo có hay không. Và kế nữa là mình phải nói là có sừng sơ khai hay không, có sừng sơ khai hay không và có trong sừng sơ khai có nội mạc hay không. Tại vì khi mà người ta quản lý cái nhóm này á thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ vô sinh rồi. Thời gian gần đây thì những cái bệnh nhân vô sinh này á thường được chụp cộng hưởng từ để làm một trong những cái thủ tục để mà người ta làm cái mang thai hộ, để làm thủ tục mang thai hộ. Còn nếu như mà có sừng sơ khai và sừng sơ khai đó có nội mạc, bệnh nhân có biểu hiện của đau bụng kinh, bệnh nhân có biểu hiện của lạc nội mạc thì có thể những bệnh nhân này sẽ cần được phẫu thuật để cắt bỏ những cái sừng sơ khai đó. Còn nếu mà sừng sơ khai không có nội mạc thì thôi, bệnh nhân không cần phải can thiệp gì cả. Rồi, tóm lại ha, đây là cái cách báo cáo, cái báo cáo kết quả hay cách chúng ta đọc một cái ca mà nghi ngờ hay là xác định có dị tật tử cung. Thứ nhất, cái bước đầu tiên là mình sẽ xác định bệnh nhân này bị loại dị tật nào. Và cái hướng cực kỳ quan trọng để mà mình xác định là bệnh nhân có loại dị tật nào đó là cái hướng corono T2 oblique. Và các anh chị có thể xếp tip 1, tip 2, 3, 4 hay là last 1, 2, 3, 4 gì đó tùy. Nhưng mà mình xếp xong thì mình phải chú thích là mình theo cái bảng phân loại nào. Và xin nhắc lại, nếu mà mình dùng bảng phân loại Mỹ thì cái con số mà bờ thanh mạc và bờ nội mạc là người ta sẽ áp dụng con số 1 cm. Còn đối với bảng phân loại châu Âu đó là nhỏ hơn hay là lớn hơn 50% bề dày cơ tử cung. Rồi, sau khi mà mình xác định cái loại dị tật rồi thì mình cần phải đánh giá những cái đặc điểm quan trọng của cái loại dị tật đó. Ví dụ có sừng sơ khai hay không, có nội mạc trong sừng sơ khai không, có sừng chột hay không, có nghĩa là cái sừng sơ khai đó có nội mạc và có thông thương với bên kia hay không hay là không thông thương á. Nếu là vách ngăn thì là tính chất của vách ngăn như thế nào, chứa cơ hay là sợi, độ dài của vách ngăn như thế nào. Nếu có tắc nghẽn thì mình phải đánh giá vị trí tắc nghẽn. Kế nữa là mình phải đánh giá những cái bất thường đi kèm đối với cái ca đó, chứ không phải là chỉ xác định là dị tật không. Ví dụ như là lạc tuyến trong cơ, có lạc nội mạc tử cung ở vùng chậu hay không, có bất thường hệ niệu hay không. Và quan trọng, luôn luôn mình có thể coi hai buồng trứng có bình thường hay không. Thì nếu mà không có hai buồng trứng thì coi chừng là những cái trường hợp vô kinh nguyên phát do những cái hội chứng mà có thể gặp ở 46XI như là kém nhạy cảm với androgen, v.v. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Phượng Hải. Để tiếp theo chương trình thì xin mời báo cáo viên Bùi Tiến Thành của công ty Siemens Việt Nam. Xin mời báo cáo viên Bùi Tiến Thành ạ. Anh chị ơi, hôm nay mình qua phần thảo luận luôn anh ạ. Xin lỗi quý vị, do báo cáo viên Bùi Tiến Thành là có việc đột xuất sẽ không báo cáo. Thì để phần thảo luận tiếp tục luôn thì đề nghị bác sĩ Huỳnh Phượng Hải ạ. Xin bác sĩ điều khiển nốt cái phần thảo luận của
hôm nay ạ. Xin quý vị học viên có thể qua đoạn chat là để coi như là đặt câu hỏi luôn ạ. Dạ, thì qua bài bà phần trình bày vừa rồi, không biết các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Xin phép nếu quý vị không có câu hỏi nào thì buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và nếu mà có các vị có câu hỏi thì có thể gửi qua mail và chúng tôi sẽ gửi cho giảng viên. Một lần nữa xin trân trọng thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Phượng Hải. Hy vọng là sẽ một buổi gần nhất bác sĩ sẽ tiếp tục những cái bài giảng của cùng với hội. Và do tình hình của cơn bão số 7 và số 8 diễn biến phức tạp thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Thảo chưa thể đảm bảo cái việc giảng bài của cái buổi tuần sau, thì chúng tôi sẽ thông báo đến quý học viên, quý đại biểu và các thầy cô vào buổi gần nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Và cái bài test thì chúng tôi sẽ kết thúc vào 8:30 sáng ngày mai. Đề nghị mọi người làm bài test ạ. Ôi, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn mọi người. Thank you.